Xin hỏi là bạn tên gì ạ? À, mình tên Uyên. À, bạn đang học trường nào ạ? Mình đang học hưu tích. Mình thì vừa có làm một cuộc phỏng vấn, mình xin hỏi bạn một vài câu hỏi ạ. Tức là bạn nghĩ như thế nào về tình yêu chân chính ạ? Yêu chân chính hả? Tình yêu chân chính là tình yêu mình nghĩ là hai đối phương biết cách tôn trọng nhau và đồng điệu về cảm xúc. Vậy thôi bạn nghĩ là một Là tình một yêu tình chân chân chính nó chính sẽ nó có sẽ có kết kết quả như quả thế như thế nào nào ạ? ạ? Kết quả hả? Thứ nhất là đương nhiên là khi mình yêu mình sẽ được yêu và cái người đó giống như một người bạn, như là đồng hành hỗ trợ mình trong cuộc sống về mặt tinh thần, không nhất thiết là về vật chất hay là phải làm gì trong công việc của mình, hay là khi mình làm việc về nhà người mệt hoặc có một cái chỗ dựa về tinh thần của bản thân mình. Vậy thì Vậy thì bạn bạn nghĩ nghĩ là là động cơ động cơ yêu là yêu là gì? gì? Cô yêu à? Mình nghĩ đơn giản chắc là họ cảm thấy phù hợp, họ đồng điệu về cảm xúc và suy nghĩ. Nãy giờ mình có nói về tình yêu Tình yêu chân chân chính cũng chính như cũng động như cơ động cơ yêu yêu thì thì theo bạn theo bạn nghĩ nghĩ thì thì tình yêu tình yêu chân chân chính và chính động và cơ động yêu cơ nó yêu nó có có liên liên quan quan với với nhau nhau không không ạ? ạ? Tình yêu chân chính với lại cái giờ mới mình Động nói cơ động cơ yêu yêu ạ. hay động cơ yêu. Nghĩ về mặt tích cực thì mình nghĩ là có đều nó đều phải có liên quan với nhau, Đâu không nếu ạ? mà không liên quan thì À, sao em mới tên gọi là là tình Trần yêu Lê được rồi. Minh, đến từ khoa ngữ văn Tây Ban Nha. À, Em tên là Tô Minh Toàn, đến từ ngữ văn Tây Ban Nha. cảm ơn bạn ạ. À, hôm nay thì mình có một phỏng vấn về động cơ yêu, thì theo hai bạn tình yêu chân chính là gì ạ? Các bạn hiểu như thế nào về tình yêu chân chính ạ? Em nghĩ hả? Thì tình yêu chân chính là tình yêu xuất phát từ trái tim, yêu mà bằng tâm hồn của mình, không phải là vì vật chất hay là gì đó, thì mình cứ yêu thì mình cứ tới thôi. Dạ, em là vậy. Còn bạn à? Thì em thấy cũng giống giống như bạn này, là cũng phải xuất phát từ tình cảm và cơ sở tình cảm chân thật, chứ không có từ lợi dụng nhau hay là gì hết. À, vậy theo bạn là một tình yêu chân chính nó sẽ có kết quả như thế nào ạ? Thì đương nhiên là em thấy là kết quả tốt đẹp. Theo em thì cũng có vài trường hợp tốt, cũng có vài trường hợp xấu, nhưng mà em nghĩ thì tình yêu chân chính thì sẽ luôn có một kết quả đẹp mà. À, vậy các bạn hiểu như thế nào về động cơ yêu ạ? Động Động cơ cơ yêu là là một sự thúc đẩy để cho dẫn đến là tình yêu, như là bạn muốn yêu người đó như thế nào, hay là vì cái gì mà bạn có yêu người đó à? thì em nghĩ cũng tùy trường hợp thôi. Tổng động động cơ yêu thì nó cũng, em nghĩ cũng không rõ ràng đâu, tại vì tới tới một cái thời điểm nào đó thì sẽ có động cơ khác, em nghĩ vậy. Còn em nghĩ thì đối với mỗi người thì động cơ yêu sẽ khác nhau, như là người thì yêu vì tấm lòng, người thì yêu vì sự thủy chung thật thà gì đó, nên có thể cảm nghĩ theo cảm nghĩ của mọi người khác nhau. À, thì mình có nói về tình yêu chân chính và động cơ yêu, thì theo bạn động cơ yêu và tình yêu chân chính nó có mối liên quan với nhau không ạ? À? Thì theo em thì á, nếu mà có động cơ yêu, ví dụ như là chưa hiểu lắm, còn trả lời đi. Em nói trước, động cơ yêu và tình yêu chính em thấy cũng có liên quan với nhau, thì nếu mà cái động động cơ và động cơ tốt thì sẽ dẫn tới tình yêu chân chính, động cơ trong sáng thì tình yêu nó sẽ tốt đẹp. Thì em cũng nghĩ như vậy. Nếu mà mình có một động cơ yêu người đó thì động cơ yêu thì với tình yêu chân chính thì nó cũng có thể Chia sẻ với người khác. Cô nghĩ là cái kết quả cuối cùng của tình yêu chân chính đó, thì nó sẽ đem lại gì? lúc nào họ cũng đạt được những cái kết quả họ đã đem lại, cái chân chính thì họ phải phải người đạt cái kết quả chân chính của họ. Vậy cô nghĩ động cơ khi yêu thì là gì? Ví dụ như là hai người đến với nhau bằng cái gì đó cô, sở thích hay là nhu cầu gì đó, vậy là hai người họ đến với nhau vì mục đích gì hay là gì đó, Họ một cái mục đích họ đem đến những cái mà sự hiểu biết của họ trong cái chương trình họ đã có một
mà cô mà theo cô nghĩ thì động cơ tình yêu chân chính với động cơ yêu nó có liên quan gì với nhau không? Có liên quan. Cái đó nó ví dụ như con quen được người nào đó thì con có một cái ấn tượng đã rồi con mới chưa dạ. Làm sao con có thể dạ con cảm ơn cô ạ. Con cảm ơn cô ạ. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore.